Chào các bạn đã quay trở lại với ông Xanh. Hôm nay mình sẽ đi thăm lại một cái thùng ong. Mình đã nói với các bạn đó là mình sẽ làm cái bánh tổ ngay trong cái hộp đựng luôn. Cái này là cái chai mình, cái keo luôn. Cái lõi đây là cái keo nha, cái keo thủy tinh của mình. Đây là sản phẩm thành phẩm mình luôn. Giờ mình lấy các bạn xem. Bao lâu rồi ta? Chắc hơn 2 tuần hả? 2 tuần rồi. Mình cũng không nhớ rõ. Đây. Đây là sản phẩm gần hoàn thiện nha. Sau một thời gian nữa nó sẽ bít hết cái lỗ ô lăng này hoặc nó sẽ lấp đầy thì mình mới thu hoạch được. Mình nhìn thấy nó cũng ra trò đó ha. Rồi khoảng thời gian đó thôi nó sẽ bít rồi. Bít rồi mình có thể ép siêu, đổ mật vào, đóng gói vào mang đi. Đơn giản, đâu có gì đâu khó, hấp dẫn chứ ha. Rồi cái cách mà nhức đầu nhất là làm sao đuổi mấy ông ra thôi. Rồi các bạn đơn giản, nó chỉ là một cái thùng kế ha, chuẩn bị một cái thùng kế. Ấy dạ, rồi xong chết luôn, sáng sớm mà. Các bạn bây giờ sao quen này. Rồi các bạn chuẩn bị là một thùng kế, một lưới ngăn chúa và một cái miếng dán. Các bạn sẽ có thể sử dụng tấm nhựa cũng được, nhưng mà mình khuyên là dùng dán đi, dán gỗ á, những dán gỗ là được. Nhưng làm gì để đo thân thiện với đàn ông thôi chứ gì chứ. Rồi các bạn chỉ việc phép 8 lỗ, 1 2 3 4 5 10 lỗ. 10 các bạn có thể xài được 10 làm được, mình đang làm 10 cái nha. Các bạn nếu mà làm hũ nhỏ hơn thì có thể làm ít hơn, hoặc có thể làm to hơn nếu mà xài cái hũ to hơn, cái này hũ nửa ký thì cho các bạn xem. Rồi sau đó chúng ta gì để xuống, à còn việc gắn sắp nền nữa, hôm nào mình sẽ hướng dẫn kỹ hơn về việc gắn sắp nền nha. Thì thôi, rồi lại và chờ đến nào mà mình thu hoạch được cái mẻ này thì bắt đầu mình sẽ đi tiếp. Rồi dẫn các bạn dạo quanh một cái chạy mình. Mình đang chuyển đổi, sau khi mà đã lên kế rồi thì chuyển đi đánh mật, cứ lên kế chuyển đi đánh mật thôi. Đó, các bạn xem đây là một cái thùng chuẩn bị lên kế nha. Một cái thùng chuẩn bị lên kế thì nó sẽ thế nào. Đây, đây là thùng 8 cầu. Thùng này 8 cầu, 2, 4, 6, 7. Thay vì mình để 8 cầu vô thì cái đàn này nó còn hơi nhỏ, thì mình sẽ ép nó bằng cái mình để cái máng, cái vách ngăn này vô. Đây là một cái máng cho ăn, nó cũng trở thành cái vách ngăn. Thì các bạn muốn đổ mật vào, các bạn có thể đổ ở đây cũng được nữa, không sao hết. Nhưng mà nó hơi bất tiện thôi. Nhưng mà đối với các bạn ở vùng khai thác mật á, thì các bạn chỉ cần để thêm cầu nữa là ra 8 rồi. Rồi các bạn trồng kế lên, để lưới ngăn chúa trồng kế lên thì đàn này sẽ tự lên, bạn không cần phải làm gì nhiều hết. Đối với cái vùng nhãn hay chàm thì nguồn mật rất là phong phú. Ở chỗ này của mình là sắp hết mật rồi. Rồi có nhiều thôi ha. Rồi dở cho anh mượn miếng khói, dở đàn này lên cho các bạn xem thế nào thì ông mình có thể đạt tiêu chuẩn để lên kế. Ông mà muốn lên kế được trước mắt thì nó phải sung cái đã nha, phải sung mới được, phải sung mới lên kế được, không sung bó tay thôi. Thử ngay, có lấy lưới ngăn chúa không? Rồi để hồi xếp vô trong đây luôn, mình không cần, không cần cắt miếng lưới, mình xếp vô thẳng đây luôn, xếp 4 miếng luôn là được. Đây. Cầu này chỉ có 9 trùng thôi. Đây là cầu nhộng, cầu nhộng phấn. Các bạn muốn xác định một cái thùng mà lên cái hay được, có thể lên tốt hay không, các bạn nhìn vô lớp nhộng nha.
mình kiếm cái lớp giọng nào đẹp đẹp. Giọng này này dễ dễ lắm. Mặc về đó. Đây, nếu ông mà các bạn muốn cho nó lên cái được thì nhiều lớp giọng nha. Giọng phải đều. Đều và phải nhiều để làm gì? Để nó cái này cái đàn này ít quân. Cái đàn ít rung quân thì giọng phải nhiều. Để khi mà nó nở ra, giọng nó nở ra thì nó phải dư quân. Dư quân nó làm gì? Để nó tràn lên từng chân từng chân. Trên từng chân thì nó mới có thể xây được cái tầng kế cho mình ha. Bạn lưu ý. Rồi. Nè các bạn có thể nhìn thấy là mặt non. Đây câu này là câu mặt non. Đây câu này câu mặt non. Các bạn thấy lấm tấm lấm đốm à, sáng sáng á. Cái lỗ sáng sáng nè, cái là mặt non đó. Câu này mình không có đá đụng cho ăn người ta vẫn nha. Mà vẫn mặt non vẫn về. Sau khi mà nó làm bích. Sau khi mà làm bích bích cái tầng mặt ở đây nha, bích tầng mặt chỗ này rì mặt á thì quân sung lên bắt đầu sẽ nhảy lên trái liền, dao động khoảng tuần này nó muốn nhảy lên tầng trên nữa khoảng 2 tuần. Đàn này hơi chậm do đàn này đang thiếu quân nha bạn. Đàn này là mình ép cho lên thôi, cái quân của nó chưa đủ lên nha. Này đàn mình ép rồi nhảy về chỗ cũ. Hôm nào có thời gian mình sẽ nói về kỹ thuật nhiều hơn. Này cái cầu không thôi. Mục đích khi các bạn để lỗ trống này á, quân nó sẽ bu qua đây và xây rất là nhiều sáp. Sáp đó hầu như là vô tác dụng nha, đấu thu hoạch được đâu. Đó, đã về. Đây. Bộ. Sáp. Đây là một cái thùng. Đó có thể gọi là tiêu chuẩn. Nếu đàn mạnh các bạn để cầu ở đây không cần cái máy này đâu. Ok. Nếu các bạn thấy những video của mình hữu ích thì có thể bấm subscribe và chia sẻ video. Các bạn khi nào các bạn có nhu cầu tư vấn kỹ thuật các bạn cứ gọi cho mình số điện thoại 0977 55 220. Mình là Tùng. Ok.